Xin chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về đá Minh Nghệ. Thì ngày hôm nay trong video này thì tôi chia sẻ các bạn một cái sản phẩm do chính nghệ nhân của tại Ninh Bình, bàn tay nghệ nhân tại Ninh Bình làm nên một cái tác phẩm nghệ thuật là chậu đá cảnh. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ và quay chi tiết các bạn những cái sản phẩm và những cái chi tiết trên cái chậu đá cảnh này gồm như thế nào. Thì bây giờ xin mời các bạn xem. Đây, trước mặt các bạn đây chính là một cái chậu đá cảnh được nghệ nhân tại Ninh Bình sử dụng bàn tay của mình từ một hòn đá, một khối đá thông thường bình thường mà tạo nên một cái chậu đá cảnh như này. Thì anh cho em hỏi là cái chậu đá này kích thước như nào nhỉ? Kích thước vuông 1m27 1m27. Vâng. 1m27 nhân với 1m27. Cao bao nhiêu anh? Cao 69. Cao 69. Tức là chiều cao 69. Cái 1m27 liệu có phải là cái thông số phong thủy không anh? Nó cũng là vào số đẹp theo nhiều người tiêu dùng. Theo thước đo ban đúng không? Ok. Thì chúng ta cũng sẽ phân tích xem chi tiết như này. Một cái điều đặc biệt thì anh có chia sẻ về là này, cái khâu quan trọng nhất ấy là khâu gì ở trong quá trình mình làm nhỉ anh nhỉ? Quan trọng nhất là phôi đá ban đầu. Phôi đá. Đấy, thì tất cả những cái đường nét ở đây được nghệ nhân được rất là cẩn thận và tỉ mỉ khi mà đục và đẽo những cái sản phẩm như này. Những cái này là cái gì vậy anh? Cái chân này được được làm nên như này thì có ý nghĩa gì không? Nó là cái đấy là gọi là ôm góc. À, là ôm góc. Hay còn... ví dụ như mà làm các cảnh khác thì lại mình lại đẽo hổ phù vào đấy. À, hổ phù. Nếu mà cái cảnh nào thì nó phù hợp với cái đấy. Vâng. Cảnh này cây thì mình vẽ lá ôm góc. Vâng. Cây thì vẽ lá ôm góc đấy, tất cả cái chân đấy. Còn bên phía này là có lẽ là cây mai. Đấy, cây mai thể hiện được là trong miền Nam. Những cái bạn nào ở phía Nam thì có thể là những cái hình ảnh này là có thể nhận ra những cái cây mai, lá mai rồi là những bông hoa mai như này được tác giả có sử dụng bàn tay mình là đục những cái này mang rất là chân thực thôi. Đó. Thì ưu điểm của những cái chậu đá, chậu cảnh được làm bằng đá như thế này thì có lẽ là sự bền vững thời gian anh nhỉ. Được. Là cái hàng đầu tiên. Cái thứ hai là mang lại cái sự độc và lạ. Đó, độc lạ cho cái không gian của gia chủ, bởi vì đây chính cái bàn tay gia chủ tạo nên, nên là kể cả các bạn muốn đúc một cái chậu thứ hai mà giống hệt như này ấy thì để mọi giống y hệt thì rất là khó không anh? Được. Bởi vì đã gọi là thủ công rồi mà. Thì ví dụ là chỉ có đạt khoảng ví dụ như 1/8/10 thôi thì may ra làm được. Đấy, đấy là cái sự độc đáo cho quá trình mà mình làm nên là nó quý. Quý đúng không anh? Chứ còn nếu mà sản phẩm công nghiệp, đúng rồi, sản phẩm công nghiệp thì các bạn ấy thì các bạn giống như y hệt với nhau. Đó là một cái điều mà rất là đặc biệt. Đây thì tất cả những cái vị trí mà ngoài những cái bức tranh từ những cái hình ảnh như này thì được nghệ nhân sử dụng những cái vảy rồng xung quanh. Những cái vảy rồng như này thì liệu nó có ý nghĩa gì không anh? Nó sẽ là tô đẹp thêm cảnh lên. À. Rất là tuyệt vời. Đấy. Thì như các bạn đã biết ấy, trong một gia đình ấy, cây cảnh ấy, để trồng một cây cảnh có rất là giá trị. Thì đòi hỏi là có cả những cái chậu cảnh như này tạo nên cái giá trị của cái cây bonsai. Khi các bạn có thú chơi bonsai. Ở trên vừa rồi tôi chia sẻ các bạn ấy một cái video về chậu cảnh sử dụng cho, có thể các bạn là sử dụng cho gia đình của mình trồng cây hoặc là có thể là nuôi cá đúng không? Có rất là nhiều người họ cũng có cái thú vui là nuôi cá trong ngay cái bể như này. Đấy, trong cái chậu như này. Thì đấy, thì rất hy vọng là cái video này sẽ mang lại cho các bạn là nhiều cái thêm cái thông tin khi các bạn có sử dụng trong gia đình. Thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại và các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận nhiều video nữa. Nếu các bạn nào có nhu cầu về làm là chậu đá cảnh cũng có thể là tìm hiểu những cái làng đá như Ninh Vân này hoặc là liên hệ số điện thoại dưới để có thể là tìm hiểu thêm. Bây giờ thì xin chào.